ở cái năng lực ở thời điểm lúc bấy giờ, nếu mình không có lựa chọn thì mình cũng chết. Thôi thì thà rằng lựa chọn sai thì sau đó còn rút được kinh nghiệm, chứ còn không lựa chọn gì thì có nghĩa là không sai, không đúng và ngồi bệt tại chỗ. Tôi lấy ví dụ, bạn đi đến ngã 6 đi, và bạn phải rẽ vào 5 ngã còn lại mà bạn chưa biết chính xác cái ngã nào, thì bạn có quyền bạn đứng lại hỏi thăm. Nhưng khi bạn hỏi thăm mà cũng không ai chỉ để cho bạn, thì bạn sẽ có hai cách. Một là ngồi bệt đấy mà khóc, hai là thôi thì cứ đi, cứ đi một đoạn, đi một đoạn, xong lại quay lại đi cái đường kia rồi giết thì cũng sẽ tìm thấy đường, còn hơn ngồi im và cũng chẳng tìm thấy cái gì. Cho nên sai cũng là một gì ạ? Nguyên tắc để tìm ra cái đúng. Thầy ơi, trong cuộc sống có quá nên quan trọng lựa chọn đúng, lựa chọn sai không ạ? Bạn hỏi là có quá quan trọng về lựa chọn đúng hay lựa chọn sai không, thì tôi trả lời là quan trọng nhưng không nhất thiết là quá quan trọng. Thứ hai là đúng sai nó dựa trên góc nhìn và tính thời điểm và năng lực của chính bạn. Tôi lấy ví dụ, khi tôi yêu mối tình đầu ở Sơn La và bố mẹ tôi phản đối và sau đó gặp rất nhiều khó khăn và bọn tôi phải chia tay nhau, thì đứng về góc độ mà lựa chọn lúc bấy giờ ở cái tuổi của tôi như vậy thì là sai. Ở cái tuổi của tôi như vậy là đúng. Nhưng nếu bây giờ mà cho chọn lại thì ở cái tuổi của tôi bây giờ thì tôi bảo lựa chọn đấy là sai. Bởi vì bây giờ tôi có đủ điều kiện tôi nuôi cô ấy mà chả cần cô phải làm cái gì. Nhưng mà ngày đấy mà lựa chọn thì có khi lại là sai. Mà gì ạ? Chia tay có khi lại là đúng. Vậy nó đúng, nó đúng trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên nó không có đúng sai trong đời sống, mà chỉ có đúng sai với bạn thôi. Mà bản chất đúng sai đối với chính bạn thì người ta gọi là sự phù hợp. Vậy thì lúc cái quyết định lúc bây giờ nó phù hợp với cái trình độ suy nghĩ của mình lúc bây giờ, với điều kiện hoàn cảnh lúc bây giờ, thì chúng ta phải ra quyết định như thế gọi là phù hợp. Và nó không có đúng, không có sai. Cho nên bạn bảo là tập trung quá nhiều và lựa chọn đúng sai thì tôi cho rằng là không cần. Nó có quan trọng không? Tôi cho rằng quan trọng, bảo quá quan trọng thì không phải. Bởi vì ở cái năng lực ở thời điểm lúc bấy giờ, nếu mình không có lựa chọn thì mình cũng chết. Thôi thì thà rằng lựa chọn sai thì sau đó còn rút được kinh nghiệm, chứ còn không lựa chọn gì thì có nghĩa là không sai, không đúng và ngồi bệt tại chỗ. Tôi lấy ví dụ, bạn đi đến ngã 6 đi, và bạn phải rẽ vào 5 ngã còn lại mà bạn chưa biết chính xác cái ngã nào, thì bạn có quyền bạn đứng lại hỏi thăm. Nhưng khi bạn hỏi thăm mà cũng không ai chỉ để cho bạn, thì bạn sẽ có hai cách. Một là ngồi bệt đấy mà khóc, hai là thôi thì cứ đi, cứ đi một đoạn, đi một đoạn, xong lại quay lại đi cái đường kia rồi giết thì cũng sẽ tìm thấy đường, còn hơn ngồi im và cũng chẳng tìm thấy cái gì. Cho nên sai cũng là một gì ạ? Nguyên tắc để tìm ra cái đúng. Cũng như cái ông bác học mà ông tìm ra cái dây tóc bóng đèn chẳng hạn, ông cũng phải sai 9.999 lượt thì ông mới tìm ra một lượt đúng mà. Chứ còn cứ ngồi và chờ đúng làm được cái dây tóc bóng đèn mà bật phát nó sáng luôn thì bố mày mới làm, thì có mà không bao giờ làm được. Đấy, cho nên là tôi cho rằng lựa chọn đúng là quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng. Nếu mà mình lựa chọn được đúng thì tốt quá rồi, phù hợp thì tốt quá rồi, còn nếu không lựa chọn được thì vẫn phải gì ạ? Vẫn phải hành động, vẫn phải hành động để chúng ta rút kinh nghiệm, thì dần dần sau này chúng ta mới có kinh nghiệm để có lựa chọn đúng được. Rồi, cảm ơn bạn.